Khá thân mến của em Huỳnh ơi, hôm nay em Huỳnh sẽ quay cái mặt hoa cúc 24 cho cả nhà mình xem nha. Thì em Huỳnh thấy á, là cúc 24 nó rất là nhiều cánh nè. Cái sắc màu của nó là một cái màu vàng cả nhà, màu vàng tươi. Và đặc biệt của cúc 24 này nó rất là say nụ và nó cũng hạn chế được cái độ rụng nụ. Thì dạo gần đây khách cũng rất là yêu thích cái cúc 24, cúc 24 cánh đó cả nhà. Và đây cây của em Huỳnh hiện tại thì em Huỳnh có cái cây ghép để chúng ta làm giống hoặc là về chúng ta nuôi thêm thì nó cũng rất là phát nha cả nhà, rất là mau dễ chăm á. Rồi em Huỳnh sẽ đo nha, 1 gang nè, 2 gang, 3 gang tay em Huỳnh, nó đang đi một cây đọt sắp già nữa cả nhà. Thì cây thì có cây thì tầm như thế này ha. Rồi cây này 90.000 một cây nè. Rồi có cây á là nó sẽ được vài nhánh ra, phát vài nhánh ra, và đều là gốc quấn rễ. Nhưng mà gốc quấn rễ này thì em thấy nó cũng bình thường, không có nó không có đặc sắc kiểu cọ nhiều, nhưng mà nó rất là khỏe cả nhà. Thì có cây thì đây cũng cỡ 40cm ha. Có cây thì cũng khoảng cỡ là 25-30cm, nhưng mà nó được vài nhánh như thế này. Cây sinh trưởng rất là tốt và rất là khỏe luôn. Cây này là 90.000 một cây, ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí ship cho mình nha. Rồi cúc 24 nha cả nhà. Em qua một loại nữa, đó là đại lộc. Thì đại lộc em Huỳnh có 2 loại cả nhà. Là một loại là 125.000 một cây đó. Nó liền cố 100% rồi cả nhà. Nó liền cố 100%. Và nó uống một cái thế rắn lông ở giữa ha. Nó có được 2-3 nhánh, 2-3 cơi đọt cả nhà. Thì cây này về chúng ta lấy bo ngay chỗ nào, chúng ta sẽ lấy bo ngay chỗ này, một bo ha. Ở đây được một bo nữa và ở trên này nữa cả nhà, được 2 bo. Khi chúng ta lấy bo rồi thì nó sẽ nhảy nhánh thêm nữa nha cả nhà. Đó, chúng ta nuôi thêm. Thì đây là mấy cái cây nó có thế như thế này cả nhà. 125.000 một cây nha. Cây này thì em mình cho vô phân nó đôn lên cao rất là đẹp nè cả nhà. Đó. 125.000 một cây nha. Nó liền cốt rồi. Ai lấy 2 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí ship. Và rồi bên đây thì em Huỳnh có là mấy cái cây mai đại lộc gốc bấn. Gốc thì em thấy có cái gốc cũng đẹp, có cái cũng gốc nó cũng thẳng được à. Nhưng mà nó đang có một cái thế như thế này cả nhà, nó cũng tạo tán um tùm ha. Cái này nó đã con được xuống 1 lần 2 lần rồi nên thành ra là cây nó cũng khá là khỏe luôn nha cả nhà. Đó. Cái này 250 một cây nha. Ai lấy 2 cây thì em Huỳnh cũng bao phí ship. Và rồi thì em Huỳnh còn có là cúc rồng bay cả nhà. Cúc rồng bay nè. Cúc rồng bay này em Huỳnh giao lưu với cả nhà là 80.000 một cây. Ai lấy 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí ship. Đa số những cây mai giống thì nó tầm khoảng 1 gang 2 gang tay em Huỳnh thôi. Đó. Nhưng mà cái độ tùy vào cái gốc rồi cái độ cứng cáp của cành nhánh thì cả nhà mình nhìn vô cái lá đó, cả nhà có thể phân biệt được đó là ghép bao lâu. Đó. Và cái độ này thì chúng ta có thể lấy bo được rồi cả nhà. Rồi 80.000 một cây nha, lấy 3 cây mình sẽ bao phí ship. Em có cúc bi luôn. Cúc bi cũng 80.000 một cây luôn. Nó đang dài hường thuộc luôn cả nhà, cái này lấy bo hết hộp luôn á. Rồi 80.000 một cây nha, lấy 3 cây mình sẽ bao phí ship. Khu vườn em Huỳnh có rất là nhiều cái màu sắc cả nhà. Đây cả nhà thấy là lá cẩm thạch này, cái lá này rất là đẹp cả nhà. Nó màu trắng pha màu xanh. Rồi cái đọt nó non thì nó pha màu hồng cả nhà, pha màu hồng. Đây cái này là dạo bạch kim, dạo bạch kim á cả nhà, dạo bạch kim ha. 200.000 một cây, nếu ai lấy một cặp sẽ là 350. Huỳnh sẽ bao phí ship cho cả nhà mình nha. Và rồi thì em có một loại nữa, đó là dạo tự xoắn. Dạo tự xoắn là cây mai dạo được ghép gốc nhớt. Nhưng mà cái độ lắng xoắn này là cái độ tự nhiên, và không có một cái dây kẽm nào có thể uống nó ra được cái kiểu như thế này. Tại vì nó tự nhiên á cả nhà. Đó. Đây nó như thế này nè cả nhà. 100.000 một cây nha. Ai lấy 3 cây em mình sẽ bao phí ship. 100.000 một cây cả nhà. Rồi
còn đây. Rồi em mình có tư long nha, tư long. Tư long thì nó đang đi ra một hai cái cơ đỏ. À đó. Nói chung là vườn em Huỳnh thì em Huỳnh một số á, là em Huỳnh ghép. Một số á, thì em Huỳnh ghép xong rồi bắt đầu nó dài á. Nó cứng cáp thì em Huỳnh giao lưu với cả nhà. Nói chung là số lượng đủ để mà cung ứng cho khách yêu mến em Huỳnh. Thì rất là nhiều giống luôn. Nếu như ai còn loại nào thì alo cho em loại đó ha. À, ví dụ như đây. À, đây là tư long nha, mặt hoa rất là đẹp. À, một số thì em Huỳnh thấy á, là nó cũng khá là cứng cáp và về chúng ta lấy bo được. Rồi nếu như cây nào mà nó đang đi một cây đọt như thế này, một hai cây đọt này thì chúng ta hãy nuôi thêm ha. Rồi 80.000 một cây nha, ai lấy ba cây mình sẽ ba phí ship. Và rồi bên đây thì em Huỳnh có là bạch mai miếng điện đây. Bạch mai miếng điện là lá cẩm thạch mà hoa màu trắng. Màu trắng nha cả nhà, màu trắng rất là đẹp. À, em nghĩ là cả nhà mình hãy pha cho cái khu vườn của mình là có màu trắng nè, màu cam, màu kem và màu vàng. Nó sẽ đặc sắc lắm nha cả nhà. Đây, cái này là bạch mai miếng điện nha. Bạch mai miếng điện nha cả nhà. À, cây nó như thế này đây. 100.000 một cây nha. Ai lấy 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí ship. Và rồi thì em Huỳnh có một loại nữa, nó là cúc kem. Cúc kem và dảo kem cả nhà. Cúc kem và dảo kem. Thật ra là cái giống dảo kem, cúc kem này cả nhà, thật ra nó rất là, cũng rất là hot luôn nha. Tại vì sao? Tại vì á, cái bông của nó rất là to. Bông của nó không có thua gì bông đọt xanh và bông của cúc cam cả. Rất là đẹp. Em Huỳnh có mặt bông luôn, rất là đẹp cả nhà. Thì cái này á, là 80.000 một cây. Và về chúng ta nuôi cho nó cứng cái chúng ta lấy bo ha. Thì rất là lợi luôn. Và chúng ta sẽ có khu vườn mình sẽ bổ sung thêm cái màu kem rất là đẹp. 80.000 một cây nha. Anh lấy 3 cây mình sẽ 3 viết ship. Và đồng thời á, là có cúc thì cũng có dảo nha. Dảo này là dảo kem. Dảo kem cũng vậy luôn, 80.000 một cây luôn ha cả nhà. Rồi em Huỳnh có một loại nữa, đó là cúc VIP. Cúc VIP này cây nó cứng cáp rồi cả nhà. Cây này nuôi rất là tốt luôn và chúng ta lấy bo được luôn ha. Cây này là 100.000 một cây nha cả nhà. 100.000 một cây. Em Huỳnh sẽ ship từ 3 cây trở lên. 100.000 một cây nha cả nhà. Đó, cúc VIP nha. Ủa rất là đẹp đây. À, đây là một cái lô mới nữa nha cả nhà. Hôm trước em Huỳnh có bán cái lô là 120 ha. Cái lô 120 nó lấy bo cũng khá là nhiều luôn. Còn cái lô này thì tầm như vậy đây, 100.000 một cây. Đó, 3 cây thì em Huỳnh sẽ 3 phí ship. Rồi, bên đây là không nhị của Hoàng Quyết Long nha cả nhà. Không nhị của Hoàng Quyết Long. Khách hàng hỏi em Huỳnh là sao mà thấy cái không nhị với lại cái thọ hương giống nhau. Thì nó cũng ốm ốm dài dài nhưng mà thật ra nó khác nha cả nhà. Nó khác ở chỗ á, cúc thọ hương á cả nhà. Đây, cái lá của nó là ốm ốm, giòn giòn, dài dài ha. Còn cái lá của không nhị Hoàng Quyết Long thì nó to nha cả nhà. Cái bề dày, cái bề ngang á nó sẽ to hơn ha. Và khách hỏi em Huỳnh chứ sao không thấy nó cái màu đỏ không? Thì đây, lúc mà lá nó non á thì nó sẽ đỏ thế này nè cả nhà. Nè, còn đây bây giờ nó đi lá già hết rồi. Nó đi một số lá non nè, còn nhiều lá già rồi cả nhà ha. Hồi mới nó rất là đỏ, nó cũng đỏ lắm nha. Thì tất cả các loại cúc thì nó nên nắng nhau cả nhà, nhưng mà nó sẽ có một hai cái điểm nó sẽ khác nhau. Một hai cái điểm nó sẽ khác nhau nha. Rồi đây là cúc không nhị của Hoàng Quyết Long nha cả nhà. Cúc không nhị Hoàng Quyết Long là 80.000 một cây, ai lấy 3 cây mình sẽ 3 phí ship. Rồi ship bên đây luôn thì em mình có là thọ hương. Đây thọ hương này cả nhà. Cái lá nó trông nhỏ 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 dài dài ra. Thọ hương nha. À, gốc thì khỏi chê rồi. Cái gốc là như thế này đây. 90.000 một cây nha cả nhà. Ai lấy 3 cây mình sẽ 3 phí ship. À, cây nó như thế này đây. Cây nó đẹp lắm nha cả nhà. Cái tầm khoảng cỡ ngang tay máy em Huỳnh đó.
Và rồi cả nhà ơi, Quỳnh còn rất là nhiều loại nữa. Nếu như ai yêu thích và còn cái loại nào thì alo cho em Quỳnh nha. Và em Quỳnh rất là mong cả nhà mình hãy bấm kênh để gặp gỡ em nhiều video sau ạ. Em Quỳnh mến chào.